Hi, xin chào tất cả các anh em. Thì bữa nay mình quá vui, mới nhận được cái mã này, vừa nhận được cái mình đang ngủ. Nói chung là hành trình nhận được cái mã pin Google AdSense này là một quá trình mất cũng 3 tháng. Mình gửi 3 lần, lần thứ 3 hơn. Sau chúng cái bác bưu điện Vietpost á, bác nó cũng lớn tuổi rồi, gửi cho mình, gọi cho mình. Mình ra mình lấy, mừng quá trời đất luôn, đang ngủ chưa. Nghe điện thoại bật dậy hỏi phải Phan không cũng không. Trời ơi, bật dậy liền luôn, chạy vô cái eo chưa, đánh nhăn xe. Dạ nhận được. Mà lần này lần thứ 3 rồi. Hành trình mà nhận cái mã pin này quá cực khổ. Lần thứ nhất á, mình gửi, mình xác minh danh tính xong, cái mình gửi, mình đợi 1 tháng cũng không ai liên lạc gì. Cái mình lần thứ hai, cái mình cũng gửi tiếp, mình đổi địa chỉ, đổi mã bưu điện để sợ bưu điện, nhân viên bưu điện nó bận, người ta không gọi cho mình. Mình gọi, mình gửi, mình đổi mã bưu điện cũng không gọi luôn, để 1 tháng sau. Lần này lần thứ 3, cái mình cũng để địa chỉ tên mình nè, xong mình để bưu điện, xong mình để là làm ơn gọi tôi ra lấy thư giùm, sẽ tôi sẽ hậu tạ, để số điện thoại vô nè mọi người, thấy không đó. Rồi nhưng mà mình đợi, mình gửi hồi bữa nay cũng 25-26 ngày rồi. Mình tưởng tháng này mình nhận không được rồi, mình chuẩn bị mình gửi lần thứ tư luôn á. Nếu lần thứ tư mình gửi không được nữa là mình đem ra mình xác minh, mình xác minh online. Mà hên cái này là bữa nay là 28 Tết luôn, 28 Tết mình luôn. Rồi nhận được cái mã pin, quá mừng luôn, vô xác minh liền luôn. Thì cái hành trình mà nhận mã này là cũng hơi bị là quá trình căng thẳng. Thì mình chưa có bóc ra luôn nè, mình mới xé miếng, mình chưa có bóc luôn nè. Bây giờ là mình phải bóc cái này ra, không có về, cái mình nhập cái mã này vô, xong cái đủ 100 đô mình mới nhận tiền được nha. Nói chung là hành trình mà làm YouTube là rất là cực khổ, ai mà làm rồi mới hiểu. Nói chung là nhận được cái mã pin này mình quá dữ luôn. Mà cái mã này là thường thường nghe nói là ở bên Singapore gửi về, còn mình là bên Malaysia nha. Nè, quay gần lại phải Malaysia. Nè, Malaysia. Còn thường thường mấy người mà nhận là mấy mã bên Singapore. Mình thì mình nói bên Mỹ không biết, nhưng mà mình là nhận ở bên Malaysia. Nói chung là mình lấy được cái này là mình quá mừng luôn. Nay là nói chung là ăn Tết vui à. Vừa nhận được cái này là xong, là 28 Tết rồi, xong nhập này vô chắc qua Tết mình sẽ đầu tư lại làm lại kênh YouTube mình. Hồi lúc trước hôm nay lúc trước mình làm ẩm thực, xong rồi lúc này mình quay làm biếng quá, mình quay cái mấy cái linh tinh thôi. Qua Tết này chắc mình làm nội dung lại đàng hoàng để mình đủ 100 đô mình nhận tiền YouTube nha. Thì nói chung là cảm ơn các anh em, cô dì chú bác, mấy em nhỏ đã theo dõi kênh của mình. Nói chung là kênh của mình cũng chuẩn bị được 6.000 subscribe rồi, cột mốc cũng đáng quan trọng thôi. Thì mọi người mà làm YouTube mà chưa được, nhận được mã pin thì cứ yên tâm. Nhận 3 lần không được, lần thứ 4 gỡ được lần nữa không được, lần thứ 5 mình gỡ xác minh online luôn cho cũng thành công mà. Hồi bữa thì mình cũng tính nhờ đến người ta nhận mã pin này giùm nhưng mà mình cũng gán đợi, còn nếu mình cũng suy nghĩ thôi, mình nhờ người ta giùm, sợ cái người ta, nói chung là một cái tốn phí. Rồi xong rồi hai nữa là cái quá trình mình nhận cái này không được thì mình xác minh online cũng được. Không có gì đâu, xác minh online là chắc không cần gì đâu. Thì bây giờ gỡ lần này, lần thứ 3 nãy ra cho cái bác bưu điện, cái bác cũng lớn tuổi rồi, cũng 60 rồi. Mà mình gọi mình nói thôi gọi chú ở đâu ra ăn lụm. Mà bưu điện nó kế nhà mình luôn, cách nhau có 200m luôn mà gửi hai đợt trước không nhận được, đợt này nhận mới được. Thì xong rồi ra, nói chung là mình gửi cho bác ấy 100.000 uống cà phê, bác ấy không có lụm, thôi mình nhét cho túi, thôi cảm ơn chú nha, con đợi nay gần 3 tháng mấy 4 tháng rồi, nay chú gọi cực, con mừng quá chỗ đất trời. Chú cười rồi, con làm gì cực khổ vậy trời ơi, nó hơi đam mê mà chú. Thôi giờ thôi nói chung là hôm nay mình ăn Tết rất là vui, dân chơi là nhìn cái này là biết liền nha. Rồi cái này lát về mình bóc tem ra, xong cái mình đem mình nhập mã vô. Để giờ mình bóc tem luôn cho mọi người xem luôn, cho mọi người thấy cái này nó ok. Thì nãy giờ mình nói nhiều rồi, tới bây giờ là mình bóc cái tem này ra luôn cho mọi người tin ha. Nè, nó có để cái giấy, nó ở trên đây nó có để cái này nè. Đó, mình xé ra. Nè, nói chung là bóc cái này nó cũng hồi hộp lắm.
sẽ bóc ra. Đây, đây là cái thư của Google đây. Đây này. Một cái thư màu xanh. Không, nó là một tờ giấy á, một tờ giấy mà nó xếp lại. Mình bẻ bốn góc này luôn nha mọi người. Nè, bẻ góc này nữa nè. À là bẻ bốn góc này luôn, ba góc. Nè. Nè, đầu tiên là nó kêu là cái góc này. Nó một tờ giấy, cái này là một cái tờ giấy A4 thôi nha. Một góc này mình bẻ, góc này mình xé một góc rồi. Xong mình bẻ mình góc này, mình xé góc này nữa. Đó. Nè. Xé góc này nữa. Xong cái góc này góc thứ ba. Mình bẻ bẻ cho nó có răng cưa sẵn rồi. Đó, giờ mình xé tiếp. Giờ là mèn hò dữ ta. Khăn đen á. Đây, thì lật ra thì cái mã số này mình sẽ che lại, mình không cho mọi người thấy. Đây cái mã pin. Để mình bước 1, bước 2, bước 3. À, đây thì nó có tờ giấy vậy thôi mà đợi 3 tháng mấy lần đồng hồ, quá dữ. Rồi thì mình cho mọi người ra, mình đã được nhận được mã pin thành công rồi nha. Rồi video của mình tới đây là cũng là tạm kết thúc nha mọi người. Nói chung là nhận mã pin vui quá, không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mọi người mà mới làm mà chưa nhận được mã pin thì cứ yên tâm. Quá vui. Thôi, bye bye mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. Bye bye.